Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái vấn đề gọi là kinh tế của Hoa Kỳ đang trầm trọng nguy hiểm. Theo những thống kê mới nhất của Consumer Index, có đến 30% người Hoa Kỳ năm nay sẽ không ăn lễ mừng Thanksgiving. Lý do là vấn đề kinh tế, giá cả đắt đỏ, lương thì lại không có tăng nhiều. Và đến bây giờ, người ta thấy càng ngày cái đồng tiền càng khó kiếm mà tiêu trở lại quá dễ. Bởi vậy cho nên nhất là các cặp vợ chồng trẻ giờ này họ tuyên bố rằng 25-30% năm nay họ sẽ không ăn mừng lễ Thanksgiving. Đây là lần đầu tiên trong 3 thập niên qua. Để cho quý vị biết rằng là nền kinh tế nước Mỹ đi vào đâu. Và các nhà nghiên cứu về kinh tế Mỹ thì họ đều thấy rằng là cái bí quyết đúng là làm thì cái bọn cán ngốn không làm. Quý vị thấy có buồn cười không? Nước Mỹ dầu hỏa, thời Donald Trump, xài không hết, bán cho thiên hạ hàng triệu thùng mỗi ngày. Cho nên làm cái giá dầu hỏa thế giới tự nhiên nó xuống từ 130 đô la thời Obama, nó xuống chỉ còn có 30 đô la, có lúc 25 đô la thời Donald Trump. Mà ngay ngày hôm sau khi mà mới nhận vào tòa Bạch Cung 21 tháng Giêng năm 2021, thì cán ngố đã ký ngay 16 cái nghị định, trong đó có cái luật là ngưng ngay sản xuất dầu hỏa. Ngưng ngay xây tường biên giới. Hai cái điều đó làm cho kinh tế mất đi. Bởi vì khi mà mình không được sản xuất dầu hỏa thì mình phải đi mua của thiên hạ. Mà nước Mỹ là một nước xài dầu hỏa nhiều nhất thế giới. Xe ô tô nhiều nhất thế giới, máy móc nhiều nhất thế giới, kinh tế cao nhất thế giới. Mà nó phải đi ngưng sản xuất, nó đi mua của thiên hạ. Thì kết quả là giá dầu nó phải tăng. Thiên hạ sản xuất dầu nó có nhiều bằng Mỹ. Lại thêm vào đó là cái nền kinh tế của Mỹ nó quá mạnh. Cho nên thế giới làm giàu nhờ nước Mỹ. Khi mà đã ngưng sản xuất dầu hỏa thì mấy người cán ngố tòa Bạch Cung phải đi quỳ lạy thiên hạ. Nó tới làm quen với Saudi Arabia, nó tới làm quen với Venezuela, nó tới năn nỉ các quốc gia như Iran. Bởi vì nó có cái thằng John Kerry làm xuôi ra với bộ trưởng ngoại giao của Iran. Năn nỉ Iran, năn nỉ Venezuela cũng chưa đủ. Chạy qua năn nỉ Saudi Arabia thì Saudi Arabia từ chối. Nó coi nước Mỹ như là một cái thứ ăn hại. Bởi vậy cho nên dầu hỏa lên đến từ 30 đô la năm 2021 tháng Giêng lên đến 120-130 năm 2022. Rồi bây giờ năn nỉ quá, bầu cử đến nơi, nó xuống lại cho còn 90 đô la, 100 đô la một thùng. Thế thì mọi người đều biết rằng đây là chính sách của ông Obama. Obama nó muốn kinh tế của Mỹ suy sụp. Cho nên cái thời của Obama nó cũng làm đường lối đó. Dầu hỏa, dầu xăng lên 130 đô la một thùng. Và nó cho ông đệ tử nó, một cán ngố ăn cắp, làm theo đúng đường lối của ông sư phụ. Thì kinh tế của Mỹ đương nhiên là nó phải xuống. Khi mà giá tăng đắt đỏ, chuyên chở đắt đỏ thì giá thực phẩm nó phải lên. Có vậy thôi. Xong rồi nó lại đưa ra cái chính sách gọi là tàu chở dầu kẹt ở các cái hải cảng Los Angeles, hải cảng Florida, hải cảng New York. Nó làm cho hàng khan hiếm. Đến nỗi mà cái loại sữa trẻ con bú mà cũng không có nữa. Để quý vị thấy cái đường lối nó phá cái nền kinh tế Mỹ, nó có hệ thống. Rất là đều đặn. Một mặt làm cho giá xăng không còn nữa, phải lên đến 100-130. Một mặt vấn đề chuyên chở nó làm ngăn cản. Một mặt nó làm cho hàng hóa không còn. Đến nỗi mà Mỹ phải đi qua Mexico mua sữa về cho dân chúng dùng. Đấy là kinh tế. Xong rồi, thất nghiệp.
nó lại xài tiền, nó lấy Covid-19 nó bắt người ta nhân viên ở nhà không đi làm và nó đưa tiền. Tiền làm không ra nhưng mà xài lại lên đến 11.000 tỷ. Quý vị biết bây giờ nợ của công của Hoa Kỳ lên đến 31.000 tỷ. Chưa đầy 2 năm. Trong khi thời Donald Trump nợ vào khoảng 27-25.000 tỷ. Bây giờ chưa đầy 2 năm mà nó lên 31.000 tỷ. Có phải là vung tay quá chán không? Người dân Hoa Kỳ bây giờ rất khốn khổ. Mà những dân khổ không phải là dân giàu. Đối với thằng Bill Gates, nó có hàng trăm tỷ đô la, giá xăng lên đến 15 đồng nó cũng chả ăn thua gì. Nhưng mà đối với những người dân nghèo và dân lao động đi làm 3 cọc 3 đồng, 10 đồng, 15 đồng một giờ, tôi hỏi quý vị, đổ một thùng xăng ở trong xe bây giờ 100 đô la, 150 đô la. Dân Mỹ trắng nó thích những loại xe 8 máy, xe như là pickup truck, loại Cherokee, rồi loại Yukon, loại 150 phân khối. Ồ, một tuần nó trước kia đổ vào khoảng 60 bạc xăng, bây giờ nó lên đến 200 bạc xăng. Thì làm gì còn tiền đâu mà đi ăn hàng, làm gì tiền đi ăn chơi. Cho nên 25 đến 30% các dân lao động và dân trung lưu của Hoa Kỳ năm nay sẽ không ăn mừng lễ tạ ơn. Đây là một thành công của Obama, một thành công của Cộng sản Hoa Kỳ đi theo đường lối tiêu diệt tôn giáo. Không cần phải cấm mà tôn giáo vẫn bị xâm phạm. Rồi chúng ta lại có nguồn tin nữa buồn cười nhất là ở bên San Francisco. Ngày hôm qua, vợ của thống đốc tiểu bang Cali là bà Annie Newsom tuyên bố với báo chí là bà ta sẽ ra làm chứng về cái vụ xử tên dân tộc của Hollywood, là một tên đạo diễn, là một tên sản xuất phim ảnh trong suốt 30 năm qua. Tên này đã tấn công tình dục hàng chục người, nếu không muốn nói là hàng trăm người. Trong đó có cả vợ của Gavin Newsom bây giờ. Đây là bà vợ hai, còn bà vợ trước là cái bà đó bây giờ đang làm người yêu của con trai Donald Trump. Thì bà này năm nay 42 tuổi, bà ấy nói rằng là cách đây 15 năm, khi đó Harvey Weinstein sản xuất phim ở Hollywood, bà ta là một tài tử mà đóng cái vai bé thôi, không có nổi tiếng, đã bị tên này tấn công tình dục. Bà không nói rõ là bị hiếp dâm hay là bị lợi dụng, nhưng mà chỉ nói là bà ấy bị tấn công tình dục. Và bà ấy sẵn sàng ra làm chứng để mà kết tội cái tên tỷ phú Harvey Weinstein. Tên này hiện đang bị tù và sẽ đem ra xử vài tuần nữa ở tòa án của Los Angeles, tòa thượng thẩm của tiểu bang. Nhận được tin này, ông chồng Gavin Newsom là thống đốc của tiểu bang Cali, sở dĩ mà gặp được cái bà này trong cái cuộc đi nhảy đầm và ăn chơi. Bởi vậy cho nên bà ta đã sẵn sàng nói rằng là cái tên ấu dâm này đã tấn công bà ta. Và bây giờ là một đệ nhất phu nhân của tiểu bang California. Nhưng bà ta không cần danh dự và tự ái, bà ta phải công khai tố khổ tên Weinstein. Theo những nguồn tin thân cận cho biết là bà này đã bị tên Weinstein này hiếp dâm, mà nghe nói đã từng bị mang thai mà rồi phá. Cho nên quý vị mới thấy rằng Gavin Newsom là một cái tên ăn chơi, tối ngày đi nhảy đầm, đi uống rượu. Ngay cả cái vụ quý vị nhớ cách đây 1 năm rưỡi, khi mà Covid-19 ra lệnh cấm tụ tập, mà nó tổ chức sinh nhật 50-60 người, không cần đeo khẩu trang, rồi ăn uống nhảy nhót vui vẻ. Tội lỗi. Chính vì những ham nhảy đầm đó mà cuộc đời vất đi. Bao nhiêu người tan nát cuộc đời vì vấn đề nhảy nhót. Và tên này cũng không ngoại vi, không ngoại lệ. Và chính vợ là một người đã bị cái tên gọi là tỷ phú về Harvey Weinstein, chuyên sản xuất phim của Hollywood, tấn công. Chúng ta vài ngày nữa sẽ chờ xem là bà ta ra làm chứng về những cái tội phạm gì. Rồi chúng ta lại có một nguồn tin hay nữa,
đó là Hunter Biden đã bị tố cáo. Theo như lời tuyên bố của ông Peter Schweizer, ông ta viết cuốn sách gọi là Hand Reddit, bàn tay nhuốm máu, tội lỗi ăn chơi đàng điếm. Trong đó nói rõ là cái bà Elena Baturama là quả phụ của cố đô trưởng thủ đô Mạc Tư Khoa của Putin. Vào năm 2017, bà ta đã trao một cái chi phiếu 3.500.000 đô la cho Hunter Biden. Rồi đến mới đây, cái công ty ở Thụy Sĩ của bà ta lại chuyển qua ngân quỹ đầu tư về địa ốc của Hunter Biden 40.000.000 đô la. Và tất cả những câu chuyện làm ăn này đều có một câu email của ông Joe Biden và của Hunter nói với những người làm việc chung: chúng ta phải dành 10% cho big guy, tức là cho bố già. Mà trong khi đó, big guy lâu nay vẫn từ chối với thế giới rằng tôi không biết đi chuyện làm ăn của con tôi hết, tôi không bao giờ thảo luận. Trong tài sản tác phẩm của Peter Schweizer còn đưa ra cả một cái email nằm ở trong laptop của Hunter Biden. Joe Biden gửi cho Hunter Biden nói một câu rõ ràng email: ba đã đọc bài báo nói về tội lỗi của con, nhưng ba thấy không quan trọng. You be clear, con sẽ vô tội. Thế thì đây là một bằng chứng cho thấy rằng Joe Biden đại nói láo, luôn luôn phủ nhận, giống như là Iran nói rằng tôi không bán cho nước Nga, Putin, những loại phi cơ không người lái. Nhưng mà 2.400 phi cơ đã bị tìm thấy ở bên Ukraine và hàng trăm chiếc đã bị bắn rớt. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện một vài phút để chúng ta có những cơ sở thương mại đang bảo trợ cho chương trình. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.